em thích con trai có râu không em? Có nhưng mà phải cắt kiểu như là mình phải gọn gàng xíu. Râu cỡ nhiêu thì được? Không để vuốt. Thôi bây giờ thì bà Mai đã vào vị trí của mình rồi, nhưng mà cô gái vẫn chưa xuất hiện. Quý vị hãy chờ trong ít phút nha. Rồi ghế đây. Bạn trai mình mở mặt nạ ra đi cưng. Bây giờ thì cả hai bạn đã vào vị trí của mình rồi nha. Cách nhau có một cái cửa trái tim thôi. Bây giờ hai bạn nói lớn lớn lên cho đối phương cùng nghe được nha. Mời em gái giới thiệu trước. Dạ xin chào chị Cát Tường, chào bạn nam phía bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Hoài Thu. Năm nay em 23 tuổi và em quê ở Gia Lai. Hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm giáo viên ạ. Em dạy ở quận Bình Thạnh ạ. Giáo viên dạy lớp mấy? Dạ giáo viên tiểu học ạ, dạy lớp 4. Giáo viên tiểu học lớp 4. Cô giáo từ Gia Lai vào. Thì em chào chị Cát Tường, em là Nguyễn Phúc Hoàng, thì em sinh 1992, thì em cũng đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, quê gốc em ở Tây Ninh. Làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên bán hàng bên lĩnh vực kinh doanh bất động sản. À bất động sản. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì giao tiếp với tạo thiện cảm với người khác. Còn điểm yếu của em tính em thiệt thà quá. Gần đây nhất là bị bà chủ trọ lừa lấy hết mấy trăm ngàn tiền cọc. Bà chủ trọ nào mà chứ ác vậy, lừa mấy trăm ngàn tiền cọc của em vậy? Tại vì người ta kinh doanh không có tâm á chị. Ngoại hình của em bị mấy bạn đồng nghiệp hay là mấy kia nói em trẻ quá nên... Ta nói mình trẻ quá rồi mình làm sao? Chúng cháu em có thử để râu nữa chị. Nhưng mà để râu thì nó cũng già xíu, nhưng mà cảm giác nó không phù hợp với môi trường kinh doanh. Nó không gọn gàng á, khách hàng người ta... À để râu dài luôn hả? Không, để giống vậy đây chị. Chứ không có... Sao tự nhiên bữa nay để? Tại hôm qua để ngắn nhưng mà tối ngủ không được á, nôn nao quá. Trời ơi, là coi như ngủ một đêm ngủ không được là coi như râu nó mọc dài ra đó hả? Dạ đúng rồi. Em thích con trai có râu không em? Dạ không. Không hả? Ý là có nhưng mà phải cắt kiểu như là mình phải gọn gàng xíu. Râu cỡ nhiêu thì được? Thì chị không để vuốt nhưng mà em kiểu như là vuốt nhìn nó hơi dơ dơ, cái kiểu như là không đàng hoàng lắm. Chút xíu đây em vuốt thử nha. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì hiền, hòa đồng, dễ thương với mọi người. Ví dụ gặp người lạ thì mọi người có thể mến em ngay lần đầu. Nhưng mà cái hiền đó thì đôi khi là ưu điểm nhưng mà cũng là cái nhược điểm của em. Quá hiền thì có một số việc thì cứ hay bỏ qua cho mọi người á, với lại dễ tin người đó. Tình trường thì sao? Em thì nói chung yêu cũng nhiều nhưng mà mối tình chính thức cũng một người à chị. Tại yêu vì... cũng nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Đúng rồi, tại vì em mục tiêu của em là công việc, sự nghiệp trước. Tình yêu em không có đặt nặng lắm, nhưng mà đến cái tuổi phải lập gia đình á em... Bây giờ tới tuổi lập gia đình chưa? Em nghĩ khoảng 30 đổ lại là hợp lý chị. Nếu như mà 31, 32 thì cũng hơi chậm một xíu. Ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Nhà ba mẹ hay xem cái chương trình này á, nên em thấy nó cũng thú vị. Thấy mẹ đang xem kiểu mẹ cũng muốn con mau sớm gặp gia đình. Tại vì nhà cũng có hết gia đình hết rồi, còn của mình em. Nên em cũng đăng ký. Đăng ký cho vừa lòng mẹ? Không phải, với đăng ký chứ mình cứ tìm kiếm cơ hội chị. Biết đâu nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Trong năm nay hoặc cuối năm hoặc là sang năm 30 cũng được. Em sao? Em nghĩ là tuổi đẹp là khoảng 25. Nhưng mà bây giờ công việc của em thì nó cũng bắt đầu ổn định. Thì nếu mà hợp với nhau được á thì tiến tới hôn nhân cũng được. Người nói muốn năm sau, người nó bữa nay 23 mà muốn 25 cũng có 2 năm nữa, bây giờ sớm hơn cũng được là vô rồi. Quý vị khán giả thấy được không quý vị? Thấy cặp đôi này hợp lý không quý vị? Nhanh nhanh bình luận đi nha quý vị nha. Tình trường của em sao nè? Dạ em thì trải qua 2 mối tình nhưng mà nó cũng thoáng qua chứ không phải chính thức là kéo dài lắm. Thoáng là bao lâu? Thoáng qua là có một mối tình đầu thì khoảng 5 tháng, rồi cái mối tình gần đây thì hơn 2 tháng thôi. Sao lẹ quá vậy, chóng vánh quá vậy em? Em á thì thường là mến ngay cái nhìn đầu tiên, là em giống như là hơi mê trai chút xíu, mê trai đẹp á, là em nhìn là có cảm tình là tăng thiệt. Chóng thèm mau chán hả? Dạ kiểu như vậy á chị. Trời thiệt luôn á hả? Em nói vậy anh này nó sợ sao em? Nhưng mà biết đâu thì anh cứ gặp em thì nó lại khác phải không? Cũng phải tùy đối tượng. Hai bạn mà nếu nói về kế hoạch kết hôn là thấy hợp lý rồi đó, nhưng mà chị thấy em có vẻ hiền quá à. Em nói vậy tại vì cái thần thái em nói vậy hiền hả chị? Thấy hiền quá à. Thôi, đó, em cũng thấy rồi. Đi cô gái thì sao? Thấy hợp
em mới quen rồi không ấy thôi, chứ em quen nhiều tốn thời gian, cảm giác mệt mỏi thêm chứ. Vậy em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Nói chung cũng hiền, vui vẻ, đảm đang, giống như kiểu chị Ốc Thanh Vân, dịu dàng kiểu chị Như Quỳnh, vui vui kiểu chị Diệu Nhi, và cá tính kiểu Miu Lê chị. Trời ơi, gom bốn người đẹp đó vô đó hả? Bốn trong một. Em nghe cái tiêu chuẩn của ảnh em thấy sao? Chỉ có nghe khúc sau thôi, đoạn đầu em không nghe rõ. Giống Ốc Thanh Vân nè, rồi giống Diệu Nhi nè, Như Quỳnh, rồi Miu Lê hả? Đó, bốn cô đó đó, em thấy em giống cô nào ở trỏng hay là giống hết bốn cô? Em không giống cô nào hết anh ơi. Tính tình thôi, em ngoại hình nó cũng tương đối thôi chứ chị, không mập quá, không ốm quá, không xấu quá, không nói nhiều quá là được rồi. Chứ đâu, em đâu có... Khó quá, muốn năm sau lấy vợ mà khó quá. Thôi được rồi, đó là cái quyền của người ta đúng không? Dạ. Rồi em có tiêu chuẩn của mình không? Em thì tiêu chuẩn đầu tiên thì cũng phải dễ nhìn chút. Đẹp trai thì càng tốt, cao hơn em tầm khoảng 1m7 là được. Với lại là nói chuyện đàng hoàng chững chạc, mà không có quá lố lăng, với lại nói chuyện vô duyên chút xíu là em không thích. Đừng có cơ bắp. Tại sao không cơ bắp? Người ta thích cơ bắp mà em lại không thích cơ bắp. Là em thích nó nhỏ nhỏ, cái tay thon thon cho nó. Nhỏ là nhỏ hết luôn á, nhỏ nhỏ là cái gì cũng nhỏ. Rồi ngoài cơ bắp ra còn tiêu chuẩn gì nữa không? Tiêu chuẩn thì cái mẫu người lý tưởng của em đó là diễn viên Minh Luân. Trời ơi, sao mấy người này toàn tưởng tượng đâu không, xa quá, xuống thấp đi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây nè, chúng ta diễn tả bây giờ nè. Cao thấp mập ốm đó, muốn cái gì à, vòng 1, vòng 2, vòng 3 đã nói là tôi kiểm tra, chứ bây giờ nói giống mấy diễn viên khác không, khó quá. Có tiêu chí gì không? Trắng, da trắng một chút, dễ nhìn. Trắng bê đơ đó. Ngâm ngâm cũng được hả? Ờ, thấy không? Đó, điều gì em ghét nhất ở đàn ông, em không thích ở đàn ông? Em không thích là cái tính hơi nói nhiều, quá kỹ tính. Kiểu như là phụ nữ thì có nhu cầu kiểu như là chi tiêu bên cái khoản mà quần áo hay là sắm sửa này nọ thì anh thoáng thoáng chút xíu cũng được. Thoáng thoáng chút xíu không? Bạn gái thì khi sắm sửa quần áo rồi vậy đó. Phụ nữ phải làm đẹp thì đúng rồi. Phụ nữ sinh ra để làm đẹp. Đúng rồi, làm đẹp là cho mình ngắm đó, tôn trọng mình đó, đúng không? Thôi bây giờ như vậy, mọi người thấy không, nãy giờ một cái cuộc tranh luận cũng rất là sôi nổi ha. Nội đưa ra cái tiêu chí cái chọn người yêu không mà thấy nhức đầu rồi. Mọi người thấy anh này có giống diễn viên Hàn Quốc gì không? Còn cô này giống ai trong bốn người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng của showbiz mình? À, mọi người hãy đưa ra bình luận của mình nha. À, có hình ảnh gì không các em? Đâu đâu cho chị coi. Dạ có. Em có cái mày vậy? Tôi coi coi. Cao thấp mập ốm. Trời. Rồi, lựa chọn đi, cổ là ai? Em hình này là gì? Ở đông quá vậy, làm sao mà người ta lựa? Có hai hình, một hình dễ, một hình khó thì... Trời, tôi còn chưa thấy ổng đâu luôn á. Ủa em đâu? Em đứng đây nè. Cái gì? Ủa sao không giống gì chứ trời? Tại vì ông chưa cắt cái tóc hơi nhãn xíu. Trời ơi, thôi thôi, chọn đi cưng. Dạ, cảm ơn chị. Có chưa? Có rồi chị. Đâu? Để cho này. Rồi, cầm đi để một lát coi đúng không. Có chứ em, sao đâm chiêu quá vậy cưng? Nhiều người quá. Bây giờ em cho người ta một cái gợi ý đi, hình em nhiều người quá. Một cái gợi ý cho cô dễ nhận. Lấy cái hình ít người hả chị? Cái hình ba người á. Mặc áo màu gì anh? Em lật qua cái hình, có cái hình này đừng lật qua bậy bậy, trúng hình bạn gái của ảnh đó nha. Đây, đó, hình ba người này đó, kiếm đi. Có hai chàng trai thôi. Chọn đi. Đúng ở giữa. Ở giữa phải không? Rồi, để đó đi, coi có phải không. Bây giờ tôi mở trái tim ra nha. Coi kiểm tra coi mình đúng không nha. Quý vị ơi, hai bạn này đoán đúng hay không vậy? Quý vị có đoán đúng hay không? Đưa hình khó không mà cả nhà. Nhưng mà mấy người này giỏi lắm. 1, 2, 3. Thôi, nhìn người đối diện đi, nhìn chào hình anh. Chi nữa. Ôi vậy em đoán đúng rồi. Nhờ cái hình ít người này em mới đoán được. Em gửi lại cho anh. Ê, mình đã lấy điện thoại người ta là mình phải bóc mẻ người ta chứ, mình đâu có trả lại được. Tôi vô Facebook tôi coi bữa nay đăng cái gì. Có Facebook chị, hình dự án nhiều. Hả? Hình dự án. Hình dự án không à hả? Đúng rồi, tao buôn bán bất động sản nè, coi cái lô này rẻ không, có cái lô nào rẻ rẻ giới thiệu chị mua một lô coi. Điện thoại hình bất động sản không à. Lấy số điện thoại đi chị. Lấy số điện thoại nha, đất em bán ở khu nào vậy? Quận 2, quận 9, chỗ nào cũng có hết chị. Chị đang định mua ở quận 2 đó, em giới thiệu chị một lô nha. Dạ. Yeah. Thành công rồi hả? Cái gì kìa, cái gì kìa? À, em có món quà nhỏ tặng cho anh ạ. Ok, cảm ơn. Này có quân sắt tặng. Dạ,
Cảm ơn anh. Giờ muốn vuốt râu ảnh không? Không, như thế này cũng gọn gàng. Lúc nãy chị Tường nói em tưởng hơi dài hay bên này. À, là không thích dâu râu qua nón hả? Dạ. Vậy được phải không? Hay là để dài chút nữa vuốt cho nó vui? Chị em được rồi. Được không? Giỡn hù em thôi. Vậy có cơ bắp gì không? Không, như này được. Ổn phải không? Dạ. Đúng chỉ tiêu đúng không? Dạ. Rồi, quá tốt rồi. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn trò chuyện riêng tư với nhau chút xíu nha. Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn và cùng tâm sự. Mời hai bạn cùng thưởng thức món mì Ý mà chương trình đã chuẩn bị nha. Dạ. Hãy ăn nhưng mà phải tâm sự với nhau nha. Dạ. Ít phút nữa chị Tường quay lại nha. Dạ. Quý vị ơi, hỗ trợ hai bạn này tâm sự nha. Bây giờ mình vừa ăn vừa nói chuyện nha. Ok. Tôi mời anh. Lúc nãy ký với cửa ra thì anh thấy em như thế nào? Cũng ok. Ok là như thế nào chứ? Anh nghe em nói rõ không? Tại vì hôm nay em bị khan tiếng á. Anh nói nghe rõ. Rõ. Lúc nãy em chưa nghe rõ là anh quê ở đâu à? Anh với Tây Ninh chứ. Tây Ninh. Ăn đi em. Dạ. Em là ở trên Đắk Lắk hay không? Em ở Gia Lai. Dạ. Nhìn mặt cũng baby quá. Ủa, đúng rồi, chị Tường nói đúng rồi, lúc nãy em cũng đoán đoán. Xong rồi, ủa mà anh đưa cái hình đó em đâu có thấy anh trong cái hình nào đâu. Tại vì anh đứng cuối sau, nó hơi quốc vậy. Chiều em có phải đi dạy không? Dạ có. Cô gái chịu phải đi dạy hả? Dạ chiều là đi coi thi. Bận rộn quá ha. Muốn bắt đầu sinh sản thời gian cũng thư thả mà đúng không? Em tính hôm nay nghỉ buổi sáng không. Không nghỉ buổi sáng luôn vậy. Nhưng mà cuối cùng phải nghỉ buổi sáng chiều. Ừ, phải nghỉ đi chứ. Còn tập trung vô mà tìm tình duyên chứ. Bây giờ á, tôi sẽ cho hai bạn chơi vài trò chơi với nhau nha. Bóc một cái lá bài trong này. Nó yêu cầu như thế nào thì yêu cầu đối phương làm như vậy. Bóc mấy lá gì? Em muốn bóc mấy lá, bóc hết luôn không? Đọc lớn cho cổ đi, cổ trả lời. Em có tin vào tình yêu sẽ đánh không? Tiếp bạn trai thế nào sẽ hạ gục em cái nhìn đầu tiên? Em tin là tình yêu sẽ đánh. Ở tại mấy lần đó là em kiểu như là mấy cái mối tình mà em tan vỡ, em hay tâm sự với bạn em, nó mới nói thôi thì đợi cái tình yêu sét đánh nó đến rồi quen rồi cưới tôi chứ. Nhưng mà em sét đánh đợt đầu thôi, cái hồi em chạy phải không? Đánh em cái thôi sau đó em chạy đúng không? Tiếp bạn trai như thế nào sẽ hạ gục em ở cái nhìn đầu tiên? Gương mặt dễ nhìn và hơi thân thiện ngay lúc đầu thì em này mặt này tình. Nhìn được không? Dạ được. Em đến màn lại thì em cũng có cảm tình rồi. Có đánh sẹt sẹt chút miếng nào không? Dạ chưa. Chưa có làm mạnh lắm. Mà này có mưa chưa có sét. Bão mưa chưa có sét. Rồi bây giờ mời em. Bộ phận nào trên cơ thể người phụ nữ anh thích nhất? Dĩ nhiên là gương mặt với mái tóc rồi. Thì đập vô giao tiếp đối diện gương mặt với mái tóc nó sẽ... Đâu có dĩ nhiên, có nhiều người đâu phải vậy. Dù người ta thích cái bộ phận khác. Cái đó xa xôi quá em không nghĩ tới. Chứ mấy ví dụ như ngồi qua đây nhìn vô mặt thấy ổn không? Dùng cũng ok chị. Cũng ok. Ghét hồi nãy đòi hỏi bóc mấy câu, tôi cho bóc thêm câu nữa. Tại nãy em yêu cầu chứ bộ. Không, tại em biết em hỏi trước. Học lớn lên. Em có thích những anh chàng mông cong ngực bự không? em thích mông cong nhưng mà ngực nhỏ nhỏ thôi. Ngực bự. Cô này cô đâu có thích cơ bắp đâu. Thích mông cong. Mông cong là sao? Em diễn tả cho chị nghe coi. Mông nó tròn tròn ấy là kiểu như mặc quần jean hay là quần tay thì nó nhìn nó đẹp đẹp chút. Đứng lên ngoài đây anh. Bỏ qua. Đứng lên ngoài đây. Em đây. Đi chị. Mông cong không? Vỗ mông coi. Em bị lép nha. Lép tôi mới kêu qua đây đứng. Đó, mông cong rồi mông đi cho tôi. Cong không? Không. Không hả? Chết rồi giờ sao? Tại vì anh này hơi ốm á. Chắc là không thể có mông được. Không thể có mông được hả? Có cải thiện được không em? Tập gym vậy? Đúng rồi. Đúng rồi, ăn nhiều vô tập gym đứng lên ngồi xuống cái mông nó to ra. Nhìn giống như lực sĩ nhìn đi. Không, tập cái mông thôi. Cổ không có thích cái tai bự. Không thích ngực bự, em chỉ cần tập cái mông thôi. Không, bây giờ mỗi ngày về em bắt ảnh cứ đứng vậy hoài cho chị. Đó, ảnh về anh cứ đứng vậy nè. Anh cứ đứng hoài vậy chị, một ngày anh đứng tiếng hồ riết là cái mông ảnh nó cong ra hà. Em sẽ về đi tập mông. Tập trong nên
đi làm thử cái không, coi. Không, em đó tập gym thôi, tập bắt đầu vậy. Tôi không có kêu tập tay, tôi kêu tập mông thôi. Không, nhưng mà vô phòng gym sẽ có huấn luyện viên. Bây giờ tôi làm huấn luyện viên nè, đứng lên. Ồ, đứng lên. Khó quá chị, mới ăn bắt tập. Bây giờ tập cái động tác quay cái mông lại nè. Đó, đứng lên rồi đó. Dù phải dảnh cái mông ra đằng sau. Ok vậy. Cái mông dảnh ra đằng sau. Thẳng cái lưng lên. Đó, tập coi. Được không em? Có tiềm năng không cưng? Chắc là hơi lâu nó mới to được. Thôi khó quá, bỏ qua đi bé ơi. Thôi được rồi, thôi nhức đầu quá, dẹp vụ này đi. Chị hỏi thêm một vài câu nữa nha, cho tụi em thêm một vài cái cơ hội nữa. À, quan điểm của em trong tình yêu hôn nhân là gì? Tình yêu thì nói chung bạn nữ phải chân thành thì quan trọng nhất. Em có ngại làm dâu không? Dạ không. Nếu mà làm dâu thì ở tới nhà anh luôn à. Đúng rồi. Được không? Dạ được. Xuống có đi làm ở nhà, có chuyện có con cái, tại có mẹ chồng. Nhà em cũng ít người cho nên là em cũng thích là kiểu như cứ gần bố mẹ thì thích à. Em nghĩ trong gia đình kinh tế ai sẽ là người quản lý? Em quản lý bằng tiền không có tốt thì kỳ vậy? Ra đường em vung xài tiền nhiều. Gần để em giữ tiền không tốt. Đưa vợ quản lý ha. Em muốn sanh mấy đứa con? Em hai đứa là được. Rồi, nhưng mà cô giáo này nuôi dạy trẻ tốt lắm, yên tâm ha. Trước khi đến thời khắc quan trọng nhất thì chị Tường cũng muốn hai bạn hãy chia sẻ thật cái cảm xúc của mình. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra, em cảm nhận như thế nào về cô gái này? Giống như cái ấy của yêu cầu của em với bạn nữ hiền, thật thà. Thì em nói chung bạn thì thấy bạn làm giáo viên là bạn đã tốt rồi. Sự bây giờ trong lòng em có cảm xúc gì không? Có sự rung động nào chưa? Rung động với tình yêu nó cũng phải nhiều bối cảnh cảm xúc lắm. Nhưng mà nói chung bạn thì nếu tìm hiểu thì sẽ ok. Còn em? Em thì nói chung là em nghĩ lâu nay là cái mẫu người thì anh ấy nhìn thì cũng khá là được. Thì em cũng có cái thiện cảm ngay ban đầu. Thì hy vọng là sẽ tìm hiểu rồi ấy. Em có thích ca hát không? Em cũng có thích. Mà hát nó không có hay lắm. Thích anh hát tặng cho em, tỏ tình với em. Dạ được. Em hát hả chị? Giờ em không biết hát bài gì hết. Nhưng mà để từ lúc anh quen biết em, trái đất bỗng nhiên dừng lại. Cuộc đời này dày thét bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu buồn vui. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em. Đừng hát tôi biết cái gì. Câu đó là chốt rồi. Từ lúc anh quen biết em là cả thế giới không ai bằng em. Được rồi, thưa quý vị, mọi người dự đoán như thế nào ạ? Mọi người dự đoán như thế nào? Còn Tường thì cảm thấy hai bạn này cũng rất là phù hợp với nhau. Hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi ạ. Cái nút bấm này á, nó rất là có cái giá trị, ý nghĩa. Nó rất là quan trọng. Bấm nút là có nhiều người đã kết hôn mà tiến tới hôn nhân và sinh con đẻ cái. Không phải bấm chỉ để gặp gỡ, đi chơi, ăn uống một ly cà phê. Không phải vậy nha. Bấm nút khi chúng ta thật sự có rung động. Tình yêu không có nói chắc chắn được, nhưng ít nhất chúng ta phải cảm nhận rằng đối phương có thể là một nửa mà mình đang tìm kiếm. Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta trong cái thời khắc này. Mình bấm nút, nhất là con gái nha. Bấm nút là trao cái duyên cho người khác nha quý vị nha. Xin mời quý vị hãy đưa ra cái quyết định của mình trong cái giây phút quan trọng này. Bây giờ mời hai bạn nhắm mắt lại. Sau khi Tường đếm từ 1 tới 3, các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình. Đồng ý hẹn hò, bấm nút thật mạnh và giữ nguyên. Nếu không đồng ý, chúng ta hãy lấy tay ra khỏi nút bấm. Ở dưới thì khán giả đang kêu các bạn là bấm đi, đẹp đôi đó. Nhưng quyền quyết định là ở hai bạn nha. 1, 2, 3. Ôi, bấm rồi. Như vậy là phần đông ngày hôm nay khán giả đều dự đoán đúng, vì đây là một cặp đôi rất là đẹp. Và bây giờ thì Tường cảm thấy rất là vui vì đã làm tròn cái trách nhiệm của mình ngày hôm nay. Mời hai bạn về một phía, về một nhà, về đo mông. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. À, em hôn lên mái tóc rồi chị. Muốn hôn đâu em hôn. Hôn sao có vẻ nhón nhón vậy? Con trai này cao mà. Đẹp rồi, rất là xứng đôi. Cô giáo nè, được rồi đó nha. Cố gắng nha. Hai bạn hiền lành giống nhau. Có cũng gương mặt cũng có nét phu thê nè. Cái mũi rất là giống giống nè. Cái miệng cũng giống giống nữa. Có tin vui gì báo cho Tường biết nha. Dạ, có gì em alo chị. Alo ha, năm sau nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Như vậy là cặp đôi này đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi ạ. Thì khi đó em qua Mỹ thì em mới bắt đầu như là quên cái người đó. Sau đó thì cách đây 3 năm em chỉ có quen một cô bé trên mạng thôi. Em yêu xa không thể bền vững hết chị. Mỹ với Việt Nam là cách nhau nửa vòng. Rồi, chào cả nhà, bạn trai đã xuất hiện đây rồi. Chờ ít phút nữa là cô gái sẽ xuất hiện thôi. Nhưng mà tôi muốn hỏi em trước ha. Bây giờ cảm thấy trong người như thế nào? Dạ cũng có một phần hơi hồi hộp vậy.
hơi tò mò. Dạ, có thò rất là tò mò. Đợi một chút xíu nữa Tường sẽ đưa bạn gái ra liền nha. Dạ. À, gió lạnh quá. Rồi, hai bạn đã vào vị trí của mình rồi, chúng ta có thể mở mặt nạ ra rồi đó. Trước tiên là hai bạn hãy tự giới thiệu về mình, hãy mời bạn trai giới thiệu trước. Dạ, em tên là Văn, Đỗ Minh Văn, năm nay em 27 tuổi. Công việc em đang làm hiện là manager cho safety department của một hãng xe truck. Năm nay là 27 tuổi. Dạ. Em ở đâu? Dạ, em hiện đang sinh sống ở thành phố Phan Bali. Cách đây bao xa? Cách đây cũng chừng rất gần đây thôi, khoảng 10 mai. Nghĩ chỉ 15 phút nữa là tới đây. Vậy là quá gần. Em qua Mỹ được bao lâu rồi? Em có Mỹ được 10 năm. Rồi, mời em gái. Dạ, xin chào cô Cát Tường, chào bạn nam bên kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Mai Thị Thanh Bình, hiện tại em 20 tuổi. Em đang là du học sinh, vừa đi học và vừa đi làm. Du học sinh đang học về ngành gì? Dạ, em đang học về tiếng Anh thôi, tại vì em cảm giác như là tiếng Anh của em không được tốt. Em muốn trau dồi thêm nhiều tiếng Anh thêm. Và sau đó em sẽ học lên, trong tương lai em sẽ học về manager của quản lý nhà hàng hay là một khách sạn gì đó. Qua đây được bao lâu rồi? Qua đây gần 3 năm à. Hiện tại đang ở với ai? Dạ, đang ở với chị gái. Rồi bây giờ mình đi học thôi hả? Là có đi làm gì không? Dạ, vừa đi học vừa đi làm luôn ạ. À, em đang làm nhân viên cho một tiệm phở. Vì làm part time thôi. Tại vì em đi học là em lấy lịch ban đêm. Như hôm nay là ra đây hẹn hò là cái tiệm phở nó mất một nhân viên đó đúng không? Hôm nay thực chất là ngày off của em. Manager cho ngày off ngay ngày hôm nay nên là hôm nay đi. Rồi em ở chỗ nào, tiểu bang nào, xa thì gần? Dạ em ở ngay đây, ngay chỗ từ nhà em lên đây tầm 10 phút. Vậy là cũng gần gần với anh này. Nhưng mà cái địa chỉ là cái chỗ nào nói lên thử? Ở ngay chỗ Garden Road phải anh, ngay đường Euclid với lại Westminster. Ủa vậy là gần nhà em thôi. Ôi hẹn. Gần nhà luôn hả? Ủa có ngày nào hai người biết nhau không? Cũng có thể. Cũng có thể. Có duyên thì sẽ gặp thôi chị. Ở đây ra vô này, chỗ này là cũng cộng đồng người Việt nhiều mà đúng không? Dạ, chỗ người Việt em thấy là đông. Thế là đông, nhiều khi có lúc là hai bạn đã gặp nhau nhưng mà đã vô tình lướt qua nhau. Nhưng trái tim này nó không có ngăn cách chúng ta đâu. Một xíu nữa thôi chúng ta sẽ có thể xóa bỏ cái ranh giới này ngay lập tức. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì, Văn? Yeah, điểm yếu của em là khó tính, lâu lâu cũng hay cọc cằn rồi. Cọc cằn là em cọc với ai? Cọc cằn như nóng tính, như nói chuyện, như khó cách nói chuyện với người khi nóng. Nhưng mà em nóng với ai? Cái môi trường xung quanh em là em nóng với ai? Nhưng nhất là trong lúc làm việc thì điểm mạnh của em là em khá độc lập, tự tin trong công việc. Mình có nghĩ mình là người hơi bị tự kỷ không? Không, nghĩ như là em khá cô lập, sống khá nội tâm. Thì khá cô lập, khá nội tâm nó cũng rất là gần với cái việc tự kỷ. Em không nghĩ em tự kỷ. Trầm cảm gì không? Thì hồi đó cũng có một chút như là bị bệnh trầm cảm nhưng mà ở mức độ nhẹ. Như là ngại giao tiếp với người lạ đúng không? Dạ, đúng rồi, ngại giao tiếp với người lạ. Về tình trường của mình thì như thế nào? Em trải qua hai mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là mối tình đầu của em. Ở Việt Nam hả? Dạ, ở Việt Nam. Mối tình đầu nó mới 16, 17 tuổi thôi đó hả? Dạ đúng rồi, hồi trẻ trâu á chị. Chưa tới một năm thì tụi em chia tay. Là khi em qua Mỹ một năm thì dạ, em với cái người ở Việt Nam đó chia tay. Dạ. Lý do? Em yêu xa không thể bền vững á chị. Mỹ với Việt Nam là cách nhau nửa vòng. Thì lúc mà bên Mỹ ban đêm thì là bên kia ban ngày anh không lại đi làm. Không có chia sẻ, không nói chuyện dạ, gì. Dạ đúng rồi, ít lắm chị. Thời gian là nếu muốn chia sẻ thì bên em là đang học thì anh đang ngủ. Khó thời gian để chia sẻ với nhau. Thì từ hồi qua Mỹ đến giờ cũng 3 năm thì em có mối tình nào bên này chưa? Em có một mối tình nằm trong dạng tìm hiểu 3 tháng và em thấy không hợp thì em chia tay. Thứ nhất là người con trai đó nhỏ tuổi hơn em. Em có biết người ta nhỏ hơn em không mà? Dạ, biết. Biết rồi còn tìm hiểu chi nữa là không hợp. Thử dạ đúng biết. Rồi lâu rồi muốn cảm giác lại, muốn yêu lại thôi chị, tại vì cũng lâu rồi. Cổ mới có 20 tuổi mà cổ nói giống như là cổ là già lắm, như kiểu như tôi vậy đó, lâu rồi không muốn yêu và thèm được yêu lại, rất là dễ thương. Còn em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì nếu mà nói về một mối tình thực sự thì em chưa trải qua, thì giống như nó không phải là một mối tình thực sự. Thì năm 12 tuổi em có, hồi đó còn bé, 12 tuổi chỉ thích một cô bé nào đó tên lớp 11. Thì khi đó em qua Mỹ rồi em mới bắt đầu như là quên cái người đó. Sau đó thì cũng cách tới 3 năm em cũng có quen một cô bé ở trên, quen trên mạng thôi. Cả hai chưa ở Việt Nam hay là ở Mỹ? Ở Việt Nam. Em cái cô bé đó ở Mỹ, ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Quen trên mạng, chưa gặp mặt lần nào? Chưa gặp mặt lần nào. Cũng có thể do khoảng cách, có nhiều cái trở ngại. Thì sau đó cũng như là cả hai đều quyết định là thôi,
Nhưng mà lý do tại sao ở Mỹ này nè, gần kế bên này, em không tìm được một người nào trong 3 năm, trong 10 năm em ở đây? Đó cũng là câu hỏi em tự cũng hay đặt ra cho mình. Mình phải hiểu rồi mình mới khắc phục được. Một phần do thời gian, thì trước đây thì cũng em có đi học, cũng vừa đi học vừa đi làm. Thì bây giờ công việc của em cũng khá là bận rộn. Thì em làm từ khoảng 7 giờ sáng cho tới khoảng 5 giờ chiều. Rồi bây giờ nếu như mà em hẹn hò với cô bé này thì em định sắp xếp cái thời gian của em như thế nào? Em nghĩ là em sẽ sắp xếp được. Em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Bề ngoài là ăn mặc lịch sự, đẹp trai, nhìn sao cho nó bắt mắt. Bắt mắt, dạ đúng rồi. Không có bị hói. Và không có hút thuốc. Có hút thuốc không em? Dạ không. À, chỉ còn bạn nam đó, cao hơn em. Được, đẹp trai có, hói thì cũng chưa thấy gì, cũng có tiềm năng chút xíu nhưng mà cũng không vấn đề gì. Kiểu dạng như là trí thức, thông minh. Có những điều gì em không thích ở người bạn trai? Lăng nhăng, nhận em gái mưa hay giấu giếm em. Bạn này thì chị nghĩ không có nhận em gái mưa em cái gì đâu. Em gái thiệt mà ảnh còn chưa nhận nữa, em gái mưa gì. Thời gian tập trung cho công việc hơi nhiều. Rồi bây giờ ảnh có đem thêm một tấm hình nè. Theo những cái gì nãy giờ ảnh chia sẻ thì em có thể hình dung, em có thể tìm thấy ảnh trong nhóm người này hay không? Em hãy cho bạn gái vài cái gợi ý về mình để cho bạn ấy có thể dễ nhận dạng. Về ngoài thì không quá trẻ trung. Thứ hai, già trước tuổi. Thứ ba, con người như là khá nội tâm, nhìn là có thể nhận biết được. Nhìn cái người mà có thể nhận biết, nhìn cái hình có thể nhận biết được nội tâm. Anh có bị cận không anh? Hỏi nhiều quá, tao chỉ cho có 3 điều thôi, không có hỏi thêm. Hãy đoán đi, hãy dùng tất cả các giác quan của người phụ nữ. Trong tình đó có ít người đeo kiếm, cho nên anh không có trả lời được. Thử xem, nhiều khi không trúng ảnh mà trúng bạn ảnh ngồi sau lưng kìa. Trong đây có một người mang kính, chắc em nghĩ là ảnh. Đâu, đưa chị coi. Một người mang kính có thể là ảnh. Và chị hồi nãy chị Cát Tường có nói là... Em nói em không có hỏi chị Cát Tường, chị kêu là anh dáng hơi cao, hộp hơi dọ, nhìn hơi trí thức. Cái đó là theo suy đoán của em thôi. Sao? Cảm nhận em như thế nào? Em đã đoán đúng rồi. Hay quá. Bữa nay sao mấy cô gái mình hay vậy ta? Ai nhìn hình mà đoán được, trong khi Tường ngồi đây nè. Ngồi trực diện Tường còn không đoán được nữa mà hai bạn có thể đoán được nhau. Mẫu người bạn gái em muốn tìm là người như thế nào? Thì mẫu người của em cũng đơn giản thôi. Ngoại hình ưa nhìn, không cần phải như là quá đẹp, không cần phải quá hot. Thì chiều cao thì em nghĩ chỉ cần thấp hơn em bao nhiêu cũng được, cũng không quan trọng quá là chiều cao. Với lại ghen, phải là ghen cũng như đúng lúc, chỗ lại. Em có làm gì không mà em sợ người ta ghen? Em nghĩ vậy, chẳng hạn như là có một ngày nào đó em đi làm, em về trễ, quá trễ. Thì như em hỏi là em đang làm gì, em đang ở đâu. Như hỏi như một cách như tế nhị, như không phải gặn hỏi như tại sao giờ này em chưa về. Kiểu tại sao em không tự chia sẻ để trước khi cổ phải ghen? Ví dụ như em ơi bữa nay anh về trễ nha, vì anh gặp người đó người kia người nọ. Tại sao em phải để cho người ta hỏi anh chi cho nó mệt vậy? Nếu mình mỗi người cứ khư khư giữ cái tôi của mình không thì rất khó để hòa hợp được. Bây giờ thì Tường sẽ mở cửa trái tim ra, dành cho hai bạn ít phút để trò chuyện. Cố gắng lên nha, thẳng lưng lên cho đẹp trai nè. Rồi, bây giờ các bạn sẽ có ít phút được trò chuyện trực tiếp với nhau qua mảnh ghép của trái tim như thế này. Chào anh. Hãy tự nhiên, hãy có khoảng thời gian thật là lãng mạn nha. Có quà gì đó cứ tặng nhau lên, tự tin lên, lãng mạn lên. Quà anh nhận cho em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Thực chất cái cây này á là hôm qua em mua, nhưng mà nó ở ngoài là cái hộp nó rất là xấu. Và em tự tay em làm bứng ra và em trang trí. Và hôm nay em tặng anh. Nhìn có thể biết là cái này gì là handmade. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, sao anh có hỏi gì về em không? Thì với sở thích của em gì? Sở thích của em là em thích ăn và thích ngủ và hay nghe nhạc. Nghe nhạc? Dạ. Cái thể loại âm nhạc em hay nghe là như thế nào? Nhạc nào vui vui á, nhạc buồn thì nó sầu quá, nó thảm quá. Buồn thì sầu. Em có hay nghe nhạc không lời hay là nhạc piano không? Em nghe nhạc có lời. Có lời. Mấy cái bài hit ở Việt Nam hầu như em đều nghe hết. Thì như sở thích, có thể cũng một phần là cái như sở trường của anh là anh có chơi piano. Có gì thì anh chơi piano thì em hát cũng được. Tại vì em là người hát không hay nhưng mà em hay hát. Thì em có chơi piano trên YouTube. Bạn có làm một hai cái album trên Apple Music thì em có thể là nó nghe là... Mỗi khi anh nóng giận á, thường anh sẽ làm gì và để giảm cơn giận đó xuống? Em nghĩ là em sẽ giữ im lặng. Giữ im lặng. Hoặc là ngồi đâu đó suy nghĩ và nghe những bản nhạc. Em nghĩ lúc đó có thể cơn giận sẽ giảm xuống. Em cũng là một người nóng tính,
Thế là khi anh chia sẻ là anh cũng là một người nóng tính, em cũng hơi sợ. Tại vì lúc mà em nóng tính lên, anh cũng nóng tính lên. Rồi không biết lúc đó anh có nhường em hay không? Anh nóng tính mà không có nghĩa là anh dễ nóng tính. Anh có thích nấu ăn không? Dạ, anh biết nấu ăn chứ. Anh biết nấu ăn hả? Thì hồi xưa anh cũng như em thôi, anh cũng qua đây năm 17 tuổi. Anh cũng có đi làm nhà hàng. Em là một người nói rất là nhiều. Và nói có thể nói suốt ngày suốt đêm luôn. Nên là anh ít nói, chắc em nghĩ là anh cũng chịu đựng khi em nói. Không được, người ít nói thì cũng phải có một người nói nhiều chứ. Nhiều người quá thì cả hai cùng im lặng là thấy là khó. Dạ đúng rồi. Rồi, vài phút riêng tư đã hết rồi ha. Gì vậy, anh tặng em cái gì ạ? Anh tặng cho em một quyển sách nói về piano. Tại sao lại tặng cuốn sách về piano? Tại em có chơi piano. Oh. Em có thích chơi đàn piano không? Dạ, em thích nhưng mà em cần người dạy hơn. Dạ, nên là có gì nhờ anh. Dạ, dạ. Dạ, cứ dẫn. Có thể dự đoán được bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân chưa? Thì những này chỉ cần thật lòng với nhau. Bản thân em ấy, hồi nãy cô nói là cô không... vài năm, ba bốn năm nữa, nhưng bản thân em thì em nghĩ cái kế hoạch của em trong cuộc sống này như thế nào? Khi nào em kết hôn được rồi em sẽ sống lấy vợ, rồi em sẽ sống sinh sống ở đâu như thế nào? Thì em đã chuẩn, em cũng đã nghĩ tới chuyện lập gia đình cũng đã khá lâu. Em nghĩ là em có thể chuẩn bị ready bất cứ lúc nào. Ok. Rồi, bây giờ chị Tường có một sách bài như thế này ha. Trong đây là những cái yêu cầu mà chúng ta dành cho đối phương của mình. Bây giờ các bạn sẽ mình bốc cái yêu cầu gì thì đối phương phải làm cái điều đó. Ngược lại bên đây bốc thì mình cái câu hỏi gì mình sẽ làm cái điều, thực hiện cái điều đó. Các bạn đồng ý không? Dạ. Rồi, mời em gái trước. Hãy đọc lớn lên yêu cầu trong đó. Bạn hãy thể hiện một khả năng khiếu nổi bật nhất: hát, đọc thơ, MC, giả giọng. Bạn này lại có năng khiếu mình biết rồi đó, là chơi đàn piano. Nhưng rất tiếc ở đây không có cái đàn piano. Ngoài cái điều đó ra, em còn năng khiếu gì em hãy thể hiện cho bạn gái xem. Giống như trong trường hợp này nên hát. Nên hát, đúng rồi. Hát là dễ nhất rồi đó. Một tràng pháo tay, khích lệ tinh thần. Dạ, vấn đề là em cũng không nghe nhạc nhiều. Em suy nghĩ xem. Hát thì em cũng có đàn nhưng mà em chưa bao giờ em hát với đàn. Đàn được là hát được, kinh nghiệm của tôi là đàn được là hát được. Một đoạn thôi. Tháng tư đôi khi thật mong manh, em có đi xa, em có đi xa mãi. Tháng tư thôi thì thật mong manh, để lại nỗi đau những đêm giá vờ. Em nghĩ chị nhớ được. Bạn hát mà sợ người ta nghe được hay sao á. Em biết bài hát đó bài gì không chị? Ờ dạ, bài đó là bài Tháng Tư Là Lời Nói Dối của em, của Hà Anh Tuấn. Ủa vậy luôn em, hả? Em thích bài đó. May quá, em anh hát mà em nghe được cái bài đó cũng là một cái thành công. Em chấp nhận cái sự thể hiện của anh vừa rồi không? À, dạ, tạm chấp nhận. Dạ. Tạm thôi chứ chị là chị thấy chưa được đó. Bạn hãy khai thật, bạn thích nhất điểm nào trên khuôn mặt của đối phương và không thích nhất điểm nào của đối phương. Cái này là nói thẳng, nói thật không đó nha. Người ta nhận xét mình cũng đừng buồn nha. Không, em thích thật. Rồi nhìn kỹ vào. Thích nhất điều gì trên gương mặt này và cái gì không thích ở trên gương mặt này? Em thích nhất là cặp chân mày. Trời ơi, cặp chân mày. Đâu, tôi qua từ góc nhìn này tôi nhìn coi. Cặp chân mày. Mày rậm ha. Dạ. Rồi, tiếp. Cái gì không thích? Không thích là... em nghĩ anh không có gì mà để em không thích hết. Tại vì đầy đủ tất cả mọi thứ. Không bị tích, không bị gì hết. Không bị gì hết. Dạ. Bị hết thành thật, không? Anh sẽ được thành thật cho nên. Dạ, không, cái đó em nói thật. Rồi cái vụ hồi nãy em nói hói hay sao? Vậy có hói không? Hay là ok? Cái này giống như là thêm suy nghĩ là chán cao học giỏi. Mắt mũi miệng ok hết luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Ghê vậy, râu em thích luôn hả? Anh cạo vậy là được rồi, đừng có để dài quá, em hơi sợ thôi. Rồi, vậy là em hoàn hảo trong mắt cô ấy. Cô ấy không chê vào đâu được, nhưng bấm nút hẹn hò hay không chưa biết nha. Đừng có nghe người ta khen vậy mà mừng. Nói chung có những người có những cái gương mặt á, mắt mũi miệng người ta xấu, nhưng mà góp chung vô gương mặt ta rất là dễ thương. Nhưng mà có những người nhiều khi là cái mặt mắt mũi miệng đẹp hết á, nhưng mà góp chung vô gương mặt không có dễ thương. Em có nghe điều đó chưa? Dạ có. Hy vọng em là không phải nằm những cái vế đó. Em là mắt mũi miệng đẹp hết, vô chung gương mặt đẹp tuyệt luôn, hoàn hảo dữ vậy hả ta? Nãy giờ tôi nhìn mà tôi không biết là em hoàn hảo như vậy luôn trong mắt cô ấy luôn á. Em cũng không nghĩ là em hoàn hảo đến mức như vậy.
Rồi ok, như vậy là cũng trao đổi với nhau thật là vui rồi ha. Bây giờ mọi người hãy nói cho đối phương nghe, hoặc là nhận xét về cô ấy, nhận xét về anh ấy, hoặc là cảm xúc thật sự trong lòng mình. Ở lần đầu tiên gặp mặt này mình cảm thấy như thế nào? Mình cảm nhận cái cuộc gặp gỡ này như thế nào? Mình mong muốn điều gì? Mỗi người 30 giây hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói cái điều thật lòng nhất mà mình nghĩ hiện tại phút này, để chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi mời em trai. Theo anh thì anh nghĩ là em một cô gái độc lập, nhưng cũng có chút cá tính. Thì những gì em đang trải qua bây giờ anh cũng thấy cũng là giống như anh hồi xưa đã trải qua, như giống như em vậy. Thì em cũng có đi học đi làm, nó khá là độc lập, cũng khá là mạnh mẽ, cũng có ý thức học, cũng có ý chí cầu tiến. Thì anh thích là những mẫu người như vậy. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Không có một cái cảm xúc gì của mình. Em cảm nhận về cô ấy như thế nào? Trái tim em có cái chút xíu gì, nó có một cái mách bảo gì, đây là cái người mình đang tìm hay không? Có rung động một xíu nào hay không? Hay là nó như thế nào? Dạ, rung động thì chắc chắn là có. Rồi, mời em gái. Hôm nay đến với chương trình này em rất là vui vì được gặp được anh và gặp cô Cát Tường. Cảm xúc hiện tại của em thì em cảm giác được là anh này sao mà gần thân thuộc với em. Dạ, chắc là do hai nhà gần nhau nên là em nghĩ gần như vậy. Em nghĩ anh là một người ấm áp, một người ấm áp và có thể che chở cho em. Hay quá. Cảm ơn em. Bây giờ mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Cảm xúc rung động mới bấm, còn không bấm. Hãy dành cái quyền ưu tiên lại dành cho những người khác, những người rất là nhiều khán giả đang theo dõi chương trình. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian, cảm ơn hai bạn. Quý vị rất là vui đúng không ạ? Và hai mảnh ghép của trái tim đã cùng sáng đèn. Như vậy là hai bạn có thể tạm thời về một phía. Tôi chưa dám nói về một nhà, chỉ là về một phía thôi. Hãy nắm tay nhau ở cái cảm nhận đầu tiên. Đây là cơ hội đầu tiên mà chương trình dành cho hai bạn nhé. Một nụ hôn đầu tiên để ghi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa. Chúc hai bạn sẽ sớm báo được tin vui cho chị Tường và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Dạ. Cảm ơn hai bạn. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay cặp đôi đã thành công bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Quý vị hãy luôn luôn theo dõi chương trình và ủng hộ chương trình quý vị nhé.